sở hữu một mảnh đất phố tại những khu vực trung tâm không phải là điều đơn giản. Hơn nữa, việc tối ưu không gian diện tích đó cũng là vấn đề nan giải. Lựa chọn xây dựng nhà ống trên nền diện tích hẹp đã và đang trở thành xu thế hàng đầu ngày nay. Trong đó thì mẫu nhà ống diện tích nhỏ, thiết kế đẹp, mặt tiền 3,5m là một trong những mẫu nhà ống đẹp như ý và thích ứng với những mảnh đất, lô phố chiều ngang hẹp, thiết kế đơn giản. Nếu bạn cũng đang quan tâm về vấn đề này thì hãy cùng blog Nội thất đẹp đi khám phá 10 mẫu nhà ống mặt tiền 3,5m hiện đại được ưa chuộng nhất hiện nay nha. Tiêu chuẩn xây nhà ống mặt tiền 3,5m đẹp. Thứ nhất, yêu cầu về phong thủy. Yếu tố phong thủy là điều không thể thiếu khi kiến trúc sư bàn bạc với gia chủ về ý tưởng thiết kế nhà ống mặt tiền 3,5m, trong đó có hướng nhà. Đây là yếu tố mấu chốt để có thể bố trí các khu vực chức năng ở trong nhà để đem lại tài lộc cho gia chủ, tránh được nhiều vận đen. Thứ hai, cần chú ý về công năng, sự tiện nghi, hợp lý, khoa học của căn nhà ngay từ khâu thiết kế ban đầu. So với diện tích và mẫu xây dựng biệt thự hay là nhà vườn, thì xây nhà dạng ống có nhược điểm là hạn chế diện tích. Vì thế, số lượng nội thất cần được lựa chọn vừa đủ, mỗi đồ dùng cần đảm nhận nhiều chức năng khác nhau, vừa tiết kiệm diện tích nhà ở, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của gia đình. Thứ ba, cần đảm bảo được sự lưu thông không khí và ánh sáng trong nhà ống. Lời khuyên của kiến trúc sư là nên chừa một phần diện tích làm sân phía trước hoặc là sau nhà, hay làm giếng trời thông các tầng xuống dưới nhà. Một ngôi nhà dù có đẹp đến thế nào nhưng mà thiếu ánh sáng và bí bách thì sẽ khiến mọi người trong gia đình cảm thấy khó chịu, cảm giác không khí nặng trĩu, không gian chết nặng nề. Thứ tư, giá trị về mặt ngoại thất của nhà. Tùy vào phong cách khác nhau mà gia chủ hay là kiến trúc sư sẽ thiết kế ngoại thất sao cho phù hợp với gu thẩm mỹ cũng như phong thủy của ngôi nhà. Ngày nay thì xu hướng thịnh hành của thiết kế kiến trúc, nhà ống chính là phong cách mở. Nó giúp ngôi nhà thoáng mát hơn, mang lại tinh thần thoải mái cho cả gia đình. Thứ năm, về thiết kế và bố trí nội thất nhà. Khi xây dựng và đi vào hoàn thiện, lựa chọn cách phối màu chủ đạo cho căn nhà hài hòa với đồ nội thất cũng quyết định lớn đến tính thẩm mỹ mà chúng mang lại. Không nên lựa chọn tông màu nóng. Khi diện tích nhà nhỏ, nên hướng tông màu chính sang màu tươi mát, phả sáng để cân đối với diện tích hiện có. 10 mẫu nhà ống mặt tiền 3,5m hiện đại. Mẫu số 1. Mặt tiền nhà ống 2 tầng 1 tum này như một níu giữ ánh mắt của lữ khách qua đường với một sức hút đầy quyến rũ. Dựa trên nghệ thuật phối trí màu sắc nồng ấm kết hợp với hình thể kiến trúc độc đáo, đan xen với thảm thực vật xanh tươi, tất cả hòa quyện tạo nên một kiến trúc nhà ống đẹp, tràn đầy sức sống mà vẫn giữ phong cách trẻ trung, hiện đại. Mẫu số 2, mẫu thiết kế nhà ống hiện đại 3 tầng, mặt tiền 3,5m, sở hữu ngoại thất trang nhã, tinh tế, bởi điểm nhấn hệ thống đá trang trí rất là bắt mắt ở tầng 1. Tầng 2 dùng gạch thẻ trang trí sinh động ở mặt tiền, làm nên điểm nhấn sinh động của hình khối nhà ống 3,5m này. Mẫu số 3, qua phối cảnh kiến trúc của ngôi nhà ống mặt tiền 3,5m này, mỗi tầng đều được thiết kế ban công mở hướng ra ngoài, sử dụng nhiều hệ thống cửa đi, cửa sổ lớn để đón ánh sáng, đón gió trời tự nhiên thổi vào. Kết hợp với đó là việc sử dụng tông màu sơn nhấn nhá và ốp đá tự nhiên được cắt gọt tỉ mỉ ở tầng 2, tạo nên một tổng thể hài hòa cho mẫu thiết kế nhà ống đẹp này. Mẫu số 4, mẫu nhà diện tích nhỏ, thiết kế mặt tiền 3,5m, 5 tầng với thiết kế đơn giản, mỗi tầng đều có ban công, khung kính cường lực, tích hợp với cây xanh chậu kiểng hài hòa. Bên cạnh đó, phía mặt tiền nhà ống đẹp 3,5m này còn thiết kế thêm các lam chắn nắng, diện tích từ tầng 2 trở lên khiến không gian thêm phần bắt mắt. Mẫu số 5, đây là mẫu nhà ống 4 tầng mặt tiền 3,5m được thiết kế với phong cách hiện đại, bao gồm có 4 tầng. Với tầng 1 được thiết kế là gara ô tô, tầng 2, 3, 4 thì có những khoảng đua để tạo thêm diện tích ngôi nhà. Ban công được thiết kế thụt lại tạo nên sự hài hòa cho ngôi nhà. Mẫu số 6, mẫu nhà ống đẹp hiện đại 4 tầng mặt tiền 3,5m được thiết kế với các vật liệu tốt nhất. Các cửa sổ làm bằng kính cùng với mặt tiền được ốp đá granite tạo độ sáng bóng cho ngôi nhà. Cùng với ban công thiết kế kính cường lực trong suốt tạo nên tầm view ra ngoài hiện đại, trang nhã. Đồng thời toát lên được phong cách hiện đại trong ngôi nhà ống này. Mẫu số 7, sử dụng hình khối một cách khéo léo và tinh tế, các kiến trúc sư đã cho ra đời mẫu thiết kế nhà ống mặt tiền 3,5m này. Gam màu sáng được tận dụng triệt để cho kiểu kiến trúc hiện đại này. Nhà ống hiện đại mang phong cách trẻ trung năng động và khỏe khoắn. Mái nhà sử dụng các nan đón nắng cho không gian sân thượng luôn rực rỡ. Mẫu số 8, mẫu nhà này có sự kết hợp giữa những gam màu sáng cùng với đá granite ở khu vực mặt tiền tầng 1, khiến ngôi nhà thêm phần tinh tế và sang trọng. Với những đường nét kiến trúc hiện đại mang phong cách trẻ trung,
đã mang đến cho ngôi nhà một luồng gió mới, trẻ trung và tràn đầy sức sống. Mẫu số 9. Nhìn vào hình ảnh nhà ống 4 tầng mặt tiền 3,5m này, thấy các đặc điểm đặc trưng như là hệ cột chắc khỏe, hệ mái hình vòm nghệ thuật, lan can cổ điển đã xuất hiện hợp lý trên tầng màu trắng tinh khôi, đánh bật vẻ đẹp sang trọng, hiếm có cho chốn đi về của gia chủ. Mẫu số 10. Thiết kế nhà ống mặt tiền 3,5m kết hợp với kinh doanh này thì gây ấn tượng bởi phong cách hiện đại, trẻ trung. Tầng 1 được ốp đá granite đen với những đường nét rất là đẹp tự nhiên, làm cho diện mạo ngôi nhà thêm sáng đẹp. Trên đây là 10 mẫu nhà ống mặt tiền 3,5m hiện đại, xu hướng mới đẹp nhất. Hy vọng qua đây thì các bạn sẽ có thêm nhiều ý tưởng để thiết kế căn nhà của mình thêm phần hoàn hảo hơn nha. Các bạn thấy video của blog nội thất đẹp như thế nào? Hãy chia sẻ cảm nhận của mình bên dưới video này nha. Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì hãy nhấn theo dõi, like và share, ủng hộ blog nội thất đẹp nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.